Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục với cái khối khóa của mình, trái tim này. Cái khối khóa của mình này rất phù hợp với các bạn. Các bạn đang đang yêu nhau này, hoặc là tặng cho ngày lễ Valentine, những ngày lễ tình nhân, hoặc là những cặp đôi đang yêu nhau có thể tặng nhau những khối khóa của mình này. Tôi thì gọi cái khóa của mình hình trái tim này được coi là với cái tên là mảnh ghép tình yêu, hoặc là mảnh ghép trái tim cũng được. Các bạn cùng theo dõi cái cách mà chúng ta mở và ghép lại cái khối khóa của mình này. Để ghép được cái khối của mình này thì đầu tiên bạn nhìn thấy có hai khối rất là lớn. Đây là hai khối chính chúng ta đã đặt nó ra. Ngoài ra chúng ta nhìn thấy hai cái thanh, chúng ta tìm cái thanh mà nó có cái biểu tượng như này để nó khít lên này. Đây đây, nó dẫn một trái tim mà. Để lắp vào thì chúng ta làm như sau. Hai cái thanh này có hình dạng giống hệt nhau, chúng ta lắp vào đâu cũng được. Một trong hai cái này chúng ta lắp vào nhau. Được. Xong cái lắp khít rồi, các bạn úp hai cái này với nhau. Nó chưa dính với nhau đâu, đây chỉ là úp cho khít thôi. Rồi các bạn lấy cái thanh như này. Chú ý là cái phía phần trên này. Nó sẽ đặt. Tương tự như thế. Đây. Cái này ngoài cái độ chính xác rồi thì chúng ta cần một cái sự tôi khéo tay, bởi vì các cái mảnh ghép ở trong cái ô này khi mà chưa chưa cố định ấy, thì nó tôi nói dễ có thể bị di chuyển. Cho cái mộng thanh di chuyển lên và đặt thanh này. Tiếp tục, chúng ta lại ấn cho di chuyển lên. Để cái thanh này. Chúng ta nhìn hai thanh tương đối giống nhau anh chị.
Rồi, như thế là chúng ta đã ghép xong những mảnh ghép hình trái tim của khóa khung mình này đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video dẫn lần sau của chúng tôi. Xin chào tất cả các bạn. Chắc hẳn các bạn cũng chưa quên cái khối khóa khổng minh này đúng không ạ? Trong cái video trước thì mình có giới thiệu với các bạn về cái khối khóa khổng minh này và có một lời thách đố là ai giải mở ra và lắp lại được thì mình sẽ gửi tặng các bạn một bộ quà tặng. Nhưng mà rất tiếc là từ đầu đến giờ chưa có bạn nào giải được cái bộ khóa khổng minh này. Hy vọng là trong các video sắp tới thì sẽ có những cái bạn có thể giải và lĩnh những phần quà là khóa khổng minh của mình. Ngoài khóa khổng minh ra thì có các món quà ví dụ như Domino chẳng hạn, mình vẫn luôn luôn dành những cái món quà để cho các bạn chú ý theo dõi kênh YouTube của mình. Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn giải cái khối khóa khổng minh này. Để mà giải cái khối khóa khổng minh này, thực ra nhìn nó tương đối phức tạp nhưng mà giải vô cùng đơn giản. Đầu tiên thì chúng ta có thể xem nghe nhìn vào cái trục của nó, trục chính của nó, và chúng ta để ý trong cái trục này có một cái khối đấy, có một thanh có thể rút ra được. Đây chính là điểm mấu chốt của chiếc khóa khổng minh này. Sau khi rút ra thì chiếc khóa sẽ thành rất nhiều cái thanh, 12 thanh như thế này. Chúng ta sắp xếp lại cho nó gọn một chút ạ. Các bạn để ý theo cái cách ở đây có đôi 4 6 6 cái quân hình vòng cung này và 6 cái quân này. Đầu tiên chúng ta sử dụng đó là quân như này. Chúng ta gắn hai đầu vào. Nguyên lý của nó, nguyên lý các bạn chú ý nguyên lý nhé. Khi lắp vào cái điểm một cái thanh có cái G như này thì các bạn lắp làm sao để cho các bạn nhìn thấy chưa? Khi cái điểm này nó rơi xuống hai cái mộng này nối với nhau thì nó còn thừa lên một nửa, bởi vì một nửa nó sẽ dành cho cái thanh còn lại. Tiếp tục. Chúng ta sử dụng một thanh như này. Tiếp tục chúng ta để ý thấy hai cái thanh có hai cái G ở giữa này. Chúng ta để ý. Đầu tiên lấy cái thanh có cái điểm G ở ngoài. Sau đó. Chú ý khi lắp là các bạn lấy theo đúng cái nguyên lý như thế. Cái phần khi sau khi đặt xuống thì nó sẽ thành một đường thẳng này, gờ lên một nửa. Lắp xong phần còn lại thanh có cái gờ ở giữa này. Còn lại hai thanh này chúng ta để chúng ta nâng cái này lên lên cao, đẩy cái thanh này mà và hạ nó xuống, hạ cái thanh cái này hạ xuống dưới. Sau khi hạ xuống thì chúng ta lắp hai khối cầu và cuối cùng là gần đây.
Như thế là chúng ta đã hoàn thành khối khóa của mình. Ở video tiếp theo thì có lẽ chúng ta xử lý một cái khóa khổng minh khó hơn một chút. Cái khóa khổng minh hình trái tim này có lẽ rất phù hợp cho các bạn đang trong cái độ tuổi yêu nhau. Các đôi các bạn có thể mua tặng nhau cái khối khóa khổng minh này, vô cùng vô cùng lý tưởng. Và cái việc mở chiếc khóa khổng minh này không phải quá khó. Nó vừa mang cái ý nghĩa khi các bạn ghép nguyên vẹn một trái tim như này thể hiện cái tình cảm, đúng không? Rồi, hy vọng là trước khi mình up cái video mở cái chiếc khóa khổng minh trái tim này thì có một bạn nào đó sẽ giải được giúp mình để giành được cái phần thưởng là một bộ khóa khổng minh nằm trong cái đường link ở phía dưới, một trong những chiếc khóa đấy. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần mà mở cái bộ khóa mà ngày hôm qua tôi đã giới thiệu các bạn. Cái việc mở khóa này sẽ như thế nào chúng ta cùng theo dõi ở trên cái video này nhé. Chúng ta tìm đến một cái điểm ở đây, cái điểm có cái độ bập bênh ở đây. Nó đẩy nữa. Chỉ cần phá được cái chốt này là chúng ta đã có thể mở được chiếc khóa khổng minh này. Vấn đề tiếp theo của chúng ta là làm sao để lắp nó vào. Chúng ta nhìn cái cấu tạo của khóa khổng minh này. Như trên hình chúng ta thấy 11 quân này giống nhau, chỉ có duy nhất một thằng này, anh chàng này, là bị sứt một cái cạnh. Chúng ta lắp như sau. Cứ lấy hai quân một. Ép cho nó khít. Rồi. Đến đây là bước khó nhất, chúng ta chỉ cần như sau. Chúng ta nhấc bộ khóa khổng minh lên, đẩy cho cái quân này nó tụt xuống dưới, cho nó tụt hết cái quân số 1 là được. Từ đó chúng ta nhìn thấy cái quân này có thể di chuyển, cho nó tụt hết đến đoạn này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái cách lắp bộ khóa khổng minh này. Và đến với kết thúc video này thì cũng dành một cái câu đối cho các bạn. Đó là bạn nào mở được cái bộ khóa khổng minh
Tiếp theo là vụ khóa không minh hình trái đất này. Đương nhiên sẽ dành một bộ quà tặng tùy chọn, bộ khóa Hồng Minh tùy chọn cho các bạn. Chúng tôi có 8 bộ khóa Hồng Minh và liên tục update, các bạn có thể theo dõi ở cái đường link phía dưới này nhé. Ở phần xem thêm ấy, để có thể biết rằng các bạn có thể tùy chọn, nếu các bạn là người chiến thắng các bạn có thể tùy chọn một trong 8 bộ đấy, và nếu chúng tôi xuất hiện bộ thứ 9, thứ 10, 11, 12 hoặc nhiều hơn nữa thì các bạn có thể tùy chọn trong cái thời điểm các bạn chiến thắng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn là người may mắn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần giải đáp cái khối khóa không minh mà hôm qua tôi đã đưa ra một cái lời thách đấu. Để giải cái khối khóa không minh này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì trước tiên chúng ta hãy nhìn vào cái khối khóa không minh vô cùng chắc chắn là rất khó có thể tháo nó ra bằng lực. Lực thì thực ra nếu như các bạn khỏe là các bạn bẻ gãy toàn bộ thì không không nói, nhưng mà nếu như các bạn muốn tháo nó ra mà vẫn giữ nguyên được cái hình dạng, các cái thanh ghép của nó thì vô cùng khó khăn. Cách giải sẽ như sau. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy các cái thanh ở đây sẽ theo một cái quy tắc là theo trục dọc này và trục ngang này, ngang bên này nữa, nó sẽ quay đều. Chính vì thế chúng ta tìm thấy một cái thanh, chúng ta cứ lắc thử các thanh ở đây. Lắc theo trục dọc và lắc theo trục ngang. Rồi, với quân này chúng ta đã ép nó xuống. Khi ép nó xuống chúng ta nhìn thấy ở đây nhé. Rồi, chắc hẳn chúng ta sẽ nhìn thấy là ở mỗi quân các bạn nhìn thấy tôi đánh các con số như này đúng không? Việc đánh số là để làm gì? Thực ra là chỉ là để cho hướng dẫn các bạn nó dễ dàng hơn thôi. Chúng ta để ý ba cái quân đầu tiên thì cấu tạo của nó, hai cái thanh này úp vào nhau, một thanh này tương đương cái thanh số 3, tương đương với thanh số 1. 4 5 6 7 8 giống nhau. Xanh số 9 hơi khác một chút. Ở đây có một điểm chú ý là ở thanh thứ ba, chúng ta lấy dùng bút chỉ, chúng ta kẻ bôi đen một nửa một phần bị đứt này. Rồi, chúng ta vào phần lắp cái khóa không minh này, chúng ta lấy cái thanh số 3 lên như này, thanh số 1 để vuông góc, thanh số 1 để vô góc, thanh số 2 tiếp tục lấy thanh số 4, thanh số 5. Chúng ta úp làm sao để cho nó khít với cả cái mộng của nó và cái phần chia vẩy ra ngoài này, nó sẽ hướng ra phía cái cạnh kia.
Việc lắp một cái khóa không binh này ngoài cái việc là trí tuệ ra, chúng ta còn đòi hỏi một cái việc là rất khéo tay. Chính vì thế trong cái tác dụng của khóa không binh nó có một cái phần đó là vận động tinh dành cho các bé đấy. Thực ra các bé cũng hơi khó chơi trò này mà phải dành cho hơi ngoài 7 tuổi mới khả năng. Được khuyến cáo là trò chơi này được dành cho những bé trên 7 tuổi. Rồi sau khi lắp được con số 5 rồi, chúng ta dùng sử dụng ngay con số 9. Úp nó theo cái chiều như này, các bạn nhìn theo cái chiều úp vào rồi. Xuống con số 6. 6, 7, 8 thực ra là do cách các bạn xếp thôi, đánh số thôi, còn đâu thì nó giống hết nhau. Con số 7, các bạn nhìn thấy con số 9 có thể di chuyển được. Cái này đúng không? Nó đẩy nó lên một tí, chúng ta có thể. Con số 8. Con 9 hạ nó xuống. Nó xoay. Như vậy chúng ta đã lắp xong. Trải nghiệm xong chiếc khóa không minh này. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video hướng dẫn giải khóa không minh tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách giải của cái khối khóa khổng minh này. Như các bạn đã thấy cái khối khóa khổng minh này sau khi mà lắp mà nó khít vào với nhau như này thì các bạn sẽ thấy là nó tương đối khó. Khi nó giật ra nó sẽ gần như là không 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 thoát được. Vậy cái khối hình này sẽ được lắp vào và tháo ra như thế nào? Đầu tiên tôi sẽ đây là cái khối hình cơ bản đấy, chính vì thế cái việc tháo ra lắp vào nó tương đối dễ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa từng xem hoặc chưa từng làm qua thì cái việc này cũng tương đối là khá khó khăn. Đầu tiên là việc tháo ra. Đó, như chúng ta thấy đấy. Rồi, khi mà chúng ta nhìn thấy cái việc tháo ra như thế, chúng ta có thể đoán được cái cách lắp vào đúng không ạ? Nhưng mà với một số bạn thì đấy, với cái việc tháo ra đấy, các bạn có thể nhìn qua. Bây giờ các bạn ấn pause xe lại, các bạn ấn dừng lại và sau đó các bạn thử lắp vào xem chúng ta có lắp được vào luôn không. Rồi các bạn, nếu như các bạn không lắp được vào thì các bạn tiếp tục ấn play để chúng ta có thể thử xem là cái việc lắp vào nó như thế nào. Việc lắp vào thì tương đối đơn giản, các bạn chỉ cần nhìn theo nhé. Các khối hình này là tương đối giống nhau, là giống hệt nhau chứ không phải tương đối giống nhau, là giống hệt nhau. Hãy nhìn này. Chúng ta nhìn thấy nó giống hệt nhau. Đầu tiên là chúng ta làm như sau. Chúng ta đặt vuông góc cái này, hai bên với nhau. Khối thứ ba chúng ta cái này cũng tương tự như thế, nhưng chúng ta không lấy ở góc bên kia, chúng ta lấy ở góc bên này. Một tay cầm ạ. Chúng ta chỉ cần đặt đúng chiều của nó là tự khắc là có thể lắp vào với nhau rồi, và khi ấy thì cái việc tháo ra sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Đây chính là cái lắp vào của nó, tháo ra chúng ta đã biết rồi. Rồi như thế là tôi đã giới thiệu xong cái cách
hướng dẫn giải cái khóa khổng minh này. Nếu các bạn tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo để tôi có thể giới thiệu tiếp tục những cái khóa khổng minh khác, những mẫu khóa khác có thể phức tạp hơn, thì chúng ta có thể đấy, với những bạn mà muốn tìm mua khóa khổng minh thì ok, các bạn có thể kích vào cái đường link bên dưới của chúng tôi, có đang hiện tại đang có khoảng độ chục mẫu khóa khổng minh thì các bạn có thể lựa chọn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các mẫu khác.